Mới đây, một vụ va chạm giữa xe máy và ô tô Mercedes đang khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán bởi cách ứng xử của cả hai bên khiến ai nấy đều bất ngờ, còn chủ xe Grab thì ngậm ngùi méo mặt. Chuyện là đang tầm trưa, khách thì đói, anh Grab quyết không để khách đợi. Thành ra quyết tâm ngược đường, ngược lối và quá đen cho anh khi đã hôn phải em Mercedes. Có thể em là hoa khôi của tuyến đường mà anh vừa đi. Hậu quả khiến em bị bay mâm trước, vỡ nát cả gương. Chưa định hình được những con số, anh Grab xuống ngỏ ý bắt tay với anh chủ xe ô tô để đàm phán vụ này. Giải pháp trước mắt anh Grab đề cập đến là tháo tạm gương xe máy của anh để chuyển qua gương xe Mercedes. Hai bên cùng cười lớn nhưng anh chủ xe Mercedes lại không đồng ý và gọi thẳng đến một gara nào đó, bật chế độ loa ngoài cho anh Grab nghe. Mặt anh Grab đang hồng hào chuyển sang tái mét. Hai bên lại đưa nhau vào một góc nói chuyện và con số chốt được tính là 57 triệu đồng. Nhưng vì anh Grab có hoàn cảnh gì đó rất đáng thương nên chủ xe Mercedes chỉ lấy 10 triệu, còn sẽ chịu số tiền 47 triệu đồng còn lại cho chi phí sửa xe và phát sinh thêm. Đàm phán thành công nhưng không ai cười với ai câu nào. Tiền được chuyển thẳng vào tài khoản của chủ xe Mercedes nhưng có lẽ sự tiếc nuối của anh Grab vẫn còn nguyên. Rõ ràng là anh Grab đi sai luật nên chủ ô tô chỉ lấy 10 triệu là quá nhân nhượng rồi, coi như một bài học cho anh Grab và tất cả mọi người nên chấp hành đúng luật giao thông trong bất cứ trường hợp nào để tránh tai bay vạ gió nhé. Cách đây tròn một năm, hình ảnh đám cưới của cặp đôi vợ là chị Lê Thị Thu Sao, 62 tuổi và chồng trẻ là anh Triệu Hoa Cương, 27 tuổi, đến từ Cao Bằng từng gây xôn xao cư dân mạng. Mới đây, cô dâu 62 tuổi còn bị chỉ trích vì dùng chồng như phá, khiến anh già nua nên bức xúc lên tiếng đáp trả cộng đồng mạng. Thu Sao chia sẻ, cô có chi tiền để cho chồng đi tân trang nhan sắc như nhấn mí dưỡng da. Bản thân cô dâu 62 tuổi cùng đầu tư thẩm mỹ nhiều, tiêm mỡ tự thân, trẻ hóa làn da, làm răng sứ để luôn muốn mình trẻ da cho chồng ngắm. Cô chia sẻ, tôi làm đẹp không phải sợ chồng bỏ mà vì bản thân rất yêu thích cái đẹp. Hơn nữa khi đi cùng chồng, tôi không muốn người khác bàn tán tôi 62 còn chồng 27. Tôi muốn xứng với ngoại hình của chồng mình. Còn trước thắc mắc có sợ chồng trẻ phản bội khi bản thân liên tục đưa anh Hoa Cương đi làm đẹp, chị Thu Sao khẳng định tình cảm của mình rất bền vững, không có gì có thể dịch chuyển được. Cô dâu Cao Bằng cho rằng, tôi thấy chồng mình ngày càng đẹp ra, nếu phá thì phải tiêu tụy rồi. Tôi không quan tâm dư luận nói gì, miễn sao gia đình nhỏ của tôi hạnh phúc là được. Và khẳng định sức khỏe của cặp đôi ngày một tốt lên chứ không đi xuống như mọi người đang đồn thổi. Đám cưới là ngày vui của cô dâu chú rể, của quan viên hai họ. Chính vì thế mỗi kỷ niệm trong ngày này đều trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết. Đặc biệt là với hội bạn thân siêu lầy sau đây mang cả lồng bàn, phích nước, trời quét nhà đến tặng khiến ai nấy đều phải bật cười. Có lẽ ngày nay đi đám cưới mà chỉ mừng phong bì là xưa rồi. Đã làm bạn thân thì phải chơi trội khác biệt. Điển hình như những tiết mục quẩy tưng bừng trong ngày đại hỷ và những món quà cưới to đùng của hội bạn thân tâm lý sẽ khiến cô dâu chú rể và quan viên hai họ cười như địa chủ được mua. Như nhóm bạn sau đây, sau màn quẩy nhiệt tình thì mang cả thau, ấm, phích nước và chổi quét nhà lên để tặng cô dâu chú rể. Nếu nhau không nhầm thì trước bố mẹ hay ông bà thường kể ngày xưa, mọi người không mừng nhau phong bì mà là vật dụng gia đình như nồi niêu, song chảo, phích nước. Đấy, ngày hạnh phúc nhất trong đời được sống lại cảm xúc nhận quà giống phụ huynh mấy chục năm về trước, như thế còn gì bằng. Ngay khi xuất hiện, những món quà thời bao cấp nhanh chóng nhận được sự chú ý của đông đảo mọi người. Hầu hết ai cũng thích thú trước trò đùa của hội bạn vì thời nay những vật dụng này dường như rất hiếm thấy. Quá thật là một đám cưới hết sức đáng yêu và đáng nhớ.